Chào mừng toàn thể các bác đến với video tiếp theo của em nhé. Chúc các bác một buổi tối cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình. Tiếp tục gửi đến các bác những cái mẫu đồng hồ bên em đang phân phối này. Thì hôm nay tiếp tục thanh lý một số cái mẫu đồng hồ nó bị lỗi nhé. Để các bác về các bác nghiên cứu, hoặc là bác nào đam mê sửa chữa thì có thể alo cho em. Số điện thoại của em là 0986 425 823, em có để ở trên màn hình nhé. Đó, trước mắt các bác là một chiếc đồng hồ của Citizen này. Và để em cho máy nó vào một chút này. Một chiếc của Citizen, con này thì máy vẫn chạy bình thường nhé. Máy chạy bình thường. Hoạt cảnh thì test thì có hoạt cảnh, nhưng mà đến lúc đến giờ thì nó không điểm. Đó. Đó, đấy là cái tình trạng nhé. Đến giờ thì nó không có gõ nhạc. Con này thì đường kính của nó là 35,5, hàng thì còn tương đối. Con này thì độ mới thì nó cũng tương đối thôi. Họ xài ba pin đại này, máy vẫn chạy. Đó. Con này thì hôm nay lên mã C nhé. Mã C 1 gửi đến các bác là 300.000. Hàng này chưa có phí ship nhé các bác nhé. Đó là mã C. Tiếp theo nữa này là một chiếc con này thì 4 chú gấu. Con này thì máy vẫn chạy bình thường. Đến giờ thì nó vẫn điểm nhé. Đến giờ thì vẫn điểm. Con này thì không thấy nút test ở chỗ nào. Để kiếm cái nút test. Không thấy nút test ở bên ngoài này. Đến giờ thì vẫn điểm chuông, nhưng mà nó bị một cái lỗi. Đợi em lắp pin vô nhé. Đây, chưa lắp pin này. Đấy, sau khi lắp pin vào thì cái tình trạng của nó là như này nhé. Đấy, đến giờ nó vẫn điểm nhạc như này này. Đấy, chỉ có một hai con xoay thôi. Đó, có hai con này xoay nhé. Hai cái con trên này thì nó không xoay này. Đó, nó bị lỗi hai con nó không xoay. Đấy, có hai con bên dưới là xoay, còn hai con bên trên thì nó không xoay nhá. Rồi, mã C2. C2 gửi đến các bác là 250.000. Con này thì thằng thanh lý rồi, các bác về có thể lấy phần nhạc hoặc là lấy motor. Và tiếp theo là một chiếc đồng hồ của Seiko. Con này thì lắc vẫn hoạt động, máy vẫn chạy bình thường, có phần nhạc là không lên nhé. Phần nhạc thì test không lên. Đó. Đây, cái nút test. À đây, test nó vẫn lên này. Đó, có những lúc thì nó rất là dở hơi. Đây là cái phần máy của nó bên trong này. Con này hình thức thì còn tương đối. Đó. Cái phần nắp lưng của nó vẫn còn tương đối là mới này. Để em xoay một vòng xem nó có
Có những con thì nó rất là, à con này nó có cái nút ở đây, có khi mình chưa khám phá ra hết. Đến giờ thì nó test thì nó vẫn test được nhé, mấy cái con này thì test vẫn test được, nhưng mà đến giờ thì nó không đổ chuông. Đấy. Tình trạng nó rất là bị, có thể là do lâu ngày cái dơ le. Hôm bữa rồi em hỏi một bác thì bác ấy bảo cái dơ le nó không đóng. Con này bề ngang là 30, tổng chiều cao 45. Đó, test nhạc thì vẫn test nhé, vẫn có nhạc nhé. Đó, vừa này test thì được, cái nút này nó cũng đang bị. Rồi con này bỏ qua đi, không có nó mất thời gian của các bác. Máy thì vẫn chạy bình thường. Mã số 3 này, số 3 gửi đến các bác là 300.000. Đó, về bác nào mà sửa chữa được thì có thể sửa chữa cái phần nhạc nhé, không có thì các bác dùng không như này cũng rất là ok. Đó là mã số 3 nhé. Tiếp theo là mã số 4 này. Số 4 là một chiếc Citizen, con này thì chạy bằng sóng radio nhé. Họ có cái quả lắc đằng sau, quả lắc thì nó không được nổi bật cho lắm tại vì là cái phần này là nhựa trong. Chiều cao của nó là 42, bề ngang này là 29,5. Con này thì có hình bầu dục. Con này có cả loa nhé. Đó, loa lớn này. Ở đây test loa ở chỗ nào đây ta? Có một cái nút để test loa thì là cái mã số 4 nhé. Số 4 này gửi đến các bác là 350.000. Con này thì nó hình thức của nó thì hơi cũ một chút này, nó bị chảy xước một mấy cái vết. Đó, chảy xước mấy cái vết ở đây. Còn mọi thứ thì vẫn là bình thường nhé. Đó, chạy hai bên bên chung này. Đó là mã số 4 nhé. Và tiếp theo là mã số 5 này. Mã số 5 là một chiếc của Citizen nhé. Con này thì mặt cảnh xoay, máy chạy bình thường này. Cái chiều cao của nó tổng thể là đâu đó khoảng hơn 50. Bề ngang của nó là 23, 23, 24 gì đó. Con này thì nó có cái tình trạng là cái phần nắp lưng này, nắp lưng của nó bị bong chóc. Đó, về các bác có thể thay bằng một cái miếng phóc hay gì đó. Con này thì chạy máy quét nên là các bác yên tâm là không phải sử dụng, nó không có cầu kỳ. Đó, hoạt động bình thường nhé. Đấy, về các bác chỉ thay cái nắp lưng hoặc các bác để không cũng được. Đó, mã số 5 nhé. Đó, về các bác có thể thay cái nắp lưng hoặc là các bác để nguyên, các bác dùng xoay vẫn hoạt động, máy vẫn chạy bình thường. Đó là mã số 5 nhé.
Tiếp theo là một chiếc của Seiko. Con này thì hình thức còn tương đối là mới này, nhưng mà nó cũng bị một cái lỗi do kích thước trước này. Bề ngang của nó là 36 được tính ấy. Còn bên trong máy này của nó là 27 này. Con này thì hoạt động tốt đó, nhưng mà nó bị thiếu một cái nắp pin này đó. Bây giờ em đang chèn bằng keo, nó thiếu cái nắp. Nếu mà các bác không thích thì có thể là thay bằng một cái máy khác, hoặc là các bác để nguyên các bác dùng. Con này thì hình thức còn rất là mới nhé, thiếu cái nắp lưng, em tìm không thấy đâu cả. Mã số 6 C6 gửi đến các bác là 250.000. Đó. Các bác có thể kiếm hoặc là để nguyên dùng cũng không sao cả. Có một chiếc rất là đẹp, thiếu cái nắp lưng của cái pin thôi. Đó là mã số 6 nhé. Đó, tiếp theo đây còn một chiếc nữa, còn một chiếc lỗi nữa này. Này là cái lô này về thì nhiều con nó rất là đẹp nhưng mà lỗi đó. Một chiếc Seiko tích sắc đó. Con này chạy mấy bản nhạc cơ, nhưng mà ở đây thì test nó không lên nhạc này. Có cầu bập bênh ở bên ngoài nhé. Con này thì có thể lúc mà đi thì sẽ tháo ra như này. Về phần kích thước thì cái chỗ này của nó là 32,5 này. Tổng chiều cao của nó là 44. Test không lên nhạc nhé. Máy thì vẫn chạy bình thường. Đây có thể cho các bác xem cái phần máy của nó nhé. Đây máy của nó nhé. Máy là máy SKB Japan này. Máy vẫn chạy bình thường. Các bác có thể nhìn thấy cái chấm đen nó nhảy này này. Đó. Máy vẫn chạy bình thường nhé. Chạy 2 kim. Con này hình thức còn tương đối là mới, nhưng mà khi test nhạc thì nó không lên. Bình vẫn hoạt động bình thường. Rồi mã này, mã số 7 gửi đến các bác là 250.000. Đó, bác nào về để không dùng cũng vẫn được. Nếu mà không thích nhạc thì các bác để không các bác dùng. Rồi tiếp theo là một chiếc Seiko Feminum. Con này thì chạy sóng radio nhé, chạy sóng radio này. Có cả nhạc nhé. Ở đây thì không thấy, à đây có cái nút test nhạc đây. Kích thước của nó thì bề ngang của nó là 31 này, chiều cao của nó là 38 đó, hình bầu dục. Mặt thì rất là mới luôn nhé con này. Đó, bây giờ nó mới bắt đầu nó test cái phần đồng hồ, giờ nó mới test này. Đấy, con này bị lỗi. Nó bị lỗi cái phần điện nhạc nhé. Cái phần nhạc ấy, cứ đưa pin vào là nó cứ phát nhạc suốt như vậy á. Đồng hồ thì chạy bình thường, nhưng mà cái phần nhạc nó cứ phát suốt như vậy. Đấy, con này thì cũng thanh lý, các bác nào sửa chữa. Mã số
số 8. Nếu mà chạy nguyên nhạc, không chạy nhạc thì nó cũng vẫn chạy bình thường, nhưng mà chạy nhạc là nó cứ phát liên tục và nó bị chập hoặc là do nó bụi ở cái phần nào đó. Thì con này các bác về các bác có thể là xử lý. Con C8 này rất là đẹp nhá, 250.000. Rồi tiếp theo gửi đến các bác là một cái mẫu của Seiko này. Rồi hai con ghép hai con này vào. Hai con này vào để các bác một chiếc Seiko và một chiếc của Citizen nhé. Đó, hai con này. Nó bị bong cái phần si này. Con này bị bong cái phần si. Và nó con này em cho pin vào. Máy thì nó vẫn chạy nhé. Nó tháo cái nắp lưng ra rồi nên là nó đây con này có cái một cái rồi để em test con kia trước nhé. Con này thì em để nó lên sau, tại vì cầm nó hơi bất tiện một chút. Xong, con này lắp pin vào con này trước này. Con này thì con này thì máy đồng hồ vẫn chạy nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy máy đồng hồ nó chạy này. Đó, nhìn cái bánh răng nó chuyển động nhá. Đó. Con này thì nó bị cái tình trạng này này. Cái cọc pin này nó bị nó để do cái để pin lâu ở trong ấy, nó bị dỉ mà cái chân pin này. Đó là cái con này là cái tình trạng của nó là bị như thế nhá. Cái tình trạng như vậy và cái phần này nó bị chóc một chút xi này. Đó. Còn hình thức thì vẫn còn tương đối. Đó là một con và một con này nữa. Con này con thứ hai. Con này thì test cũng không thể lên nhạc. Máy thì phần nào vẫn chạy. Con này thì máy phần nào vẫn chạy bình thường. Đấy, quả lắc nó vẫn hoạt động thì máy vẫn chạy nhé. Các bác để ý cái kim phút nó đang ở số 1 nhé. Em để đó 1 phút để các bác có thể nhìn thấy cái, tại vì con này máy của nó đen nên các bác không thể nhìn thấy được ở bên trong. Đó, hai con này thì em ghép vào. Các bác là các bác về các bác làm lên mã số 9 350.000 hai con này. Đó, các bác có thể thấy cái kim phút nó đi qua số 1 rồi nhá. Đó là hai cái con này nhá. Và tiếp theo là một chiếc đồng hồ của Citizen này. Con này mã số 10. Con này thì chạy
kim trôi, số thì hộp số dán, bề ngang của nó khoảng 30, chiều cao là 30. Đó, con này vuông nhưng mà người ta làm nó cách điệu đi. Đấy. Con này thì nó rất là đặc biệt, xài pin tiểu, pin tiểu nhưng mà là chạy gông búa. Đó. Đến giờ thì nó phát không được chuẩn, không được chuẩn giờ. Đó, bây giờ nó đang phát có ở cái chế độ 30 phút này. Đó. 30 phút thì nó lại phát. Đồng hồ thì vẫn chạy chuẩn nhá, còn cái phần nhạc ấy nó chạy nó bị lỗi. Con này chạy hay không? Rất là hay nhưng mà bị lỗi cái phần nhạc. Đấy, các bác về có thể là không sử dụng phần nhạc. Con này thì bằng gỗ thịt nhé, rất là đầm tay, hàng thì tương đối là mới luôn. Đấy. Hỏi mã số 11 gửi đến các bác là 300.000. Đấy, bác nào mà thích cái hàng hộp búa này thì có thể về, có khả năng là nó bị lỗi một cái chỗ nào đấy, em thì em không nắm được, nên là các bác về các bác nghiên cứu. Đó là mã số 11 nhé. Rồi tiếp theo là một chiếc của Citizen, con này thì chạy sóng radio nhé, hàng nhựa giả gỗ nhưng con này hình thức còn tương đối là mới này. Kích thước của nó là 35, bề ngang và chiều cao của nó khoảng 33. Đó, chiều cao là 33. Vỏ nhựa là gỗ, hình thức thì còn tương đối là mới như này. Đó, chạy 2 pin. Rồi mã số 12 gửi đến các bác là 350.000. Đó, hình thức rất là đẹp. Rồi em cho nó xuống đi, em lấy cái mã khác cho nó nhanh. Rồi tiếp theo là một chiếc của Casio, con này thì hình bát giác, mặt ngoài của nó là bằng gỗ, bên trong của nó là bằng nhựa nhé, mặt số dán cọc số học trò. Máy thì máy của SKB China, con này Casio nên là nhà máy ở China là chắc chắn rồi. Còn thường thường thì có rất là nhiều những cái đồng hồ mới bây giờ là sản xuất tại China nhé. Con này mã số 12 coi lại trước đây. Con này mã số 13 nhé, hôm trước lên hôm sau lại thiếu mã số 10. Mã số 13 gửi đến các bác là 250.000. Rồi tiếp theo là mã số 14 này, đây là một chiếc Citizen, ngoài khung của nó là bằng gỗ, ở trong mặt của nó là bằng nhựa, số nổi cọc số học trò nhé. Con này thì đã thay máy tại vì cái máy của nó bị bể rồi. Con này rất là mới nhưng mà máy của nó bị bể, đã thay máy SKB Japan này. Con này thì cái kích thước của nó là 32.5. Đó. Máy hình thức còn tương đối. Rồi mã này mã số 14. 14 gửi đến các bác là 300.000. Mã số 15 là một chiếc của Nautiona.
Con này thì số mặt số và kim thì rất là độc đáo nhé. Số dạng là tia, có chia các cái vạch nhỏ như này, họ chia đến từng dây một luôn. Khung thì khung khung nhựa giả gỗ nhé. Đấy, con này thì máy của nó thì đặc biệt như này, máy pin chung, một cái dạng máy của electric. Con này thì nó không có đụng vào cái dòng của cái máy nào cả. Đây là cái nút tắt bật của máy nhá, ở trong khe này này. Đó, khi mà nó sẽ gạt cái nút ấy thì nó sẽ đóng kim dây lại nhá. Đó, nó sẽ đóng bánh răng lại và bánh răng không hoạt động. Rồi, con này thì khung của nó rất là đẹp và cái hình thức của nó còn tương đối. Bề ngang của nó là 36 và chiều cao của nó là 34. Đó, con này tương đối là lớn này. Nếu nó là khung gỗ thịt thì nó con này rất là giá trị. Có một cái chút nó bị mất giá trị ở cái đó thôi. Con này thì mã số 15 gửi đến các bác là 650.000. Đấy là cái mấy cái mã đồng hồ treo tường nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên mấy cái đồng hồ để bàn. Và tiếp theo là một vài cái mẫu đồng hồ để bàn nhé. Ở đây thì em có hai chiếc, một chiếc của Citizen này. Con này thì bằng đĩa pha lê. Đường kính của nó là 28. Mặt trong máy của nó là 13,14. Đó, con này thì vẫn còn chân đế này. Vẫn còn chân đế để bàn. Con này thì thiết kế cho để bàn nhé. Đấy. Ở đây thì nó xài máy lớn pin chung. Máy thì vẫn hoạt động nhé. Con này các bác có thể nhìn thấy cái kim phút nó nhích. Nhưng mà để như thế thì nó sẽ mất thời gian của các bác. Em sẽ giới thiệu tiếp con bên cạnh luôn. Đấy, các bác có thể để ý trong vòng 1 phút nhé. Đây là một chiếc của Sunfrom. Con này thì thiết kế cho treo tường và để bàn, nhưng mà cái chân để bàn thì không có nhé. Có cái các bác có thể thiết kế một cái chân để bàn này. Con này máy hoạt động bình thường. Đây, nếu con này thì các bác có thể nhìn thấy rõ này. Nó chạy ở cái phần chỗ này. Nhưng mà ở đây thì các bác nhìn cũng hơi khó. Em thì nhìn được. Các bác có thể nghe thấy tiếng nó chạy. Hai con này đều hoạt động bình thường. Ở mã số 16 là chiếc Citizen này này. 16 gửi đến các bác là 450.000. Đó, và cái con này thì nó con treo tường nhé. Con này thì hình thức nó không bằng. Đó, con này mã số 17 này. 17 gửi đến các bác là 400.000. Đó, bác nào lấy cả cặp thì em giảm giá. Đó, C17 nhé. Tại vì cái mốt C7 thì đó, C17, C16 và C17 nhé, là hai chiếc pha lê. Rồi tiếp theo là một chiếc của Citizen này. Con này thì khung gỗ thịt nhé. Đấy, tứ diện là kính này. Phần sau này chắc là bằng mica này. Đó, gõ vào cái tiếng của nó nghe nó khác ngay. Máy hoạt động tốt, lắc hoạt động bình thường. Con này bề ngang của nó là 20, chiều cao của nó là 27,5. Đấy, hình thức thì còn rất là đẹp như này. Con này chạy một máy cho phần hoạt cảnh và một máy cho đồng hồ nhé.
máy đồng hồ. Ở đây là máy hoạt cảnh này. Rồi cái mã này thì em gửi đến các bác mã số 18. 18 gửi đến các bác là 500.000. Tiếp theo là mẫu đồng hồ của Seiko nhé. Con này thì khung nhựa này. Khung nhựa nó bị chóc mất cái phần xi ở dưới chân này. Đó, tình trạng nó như nào thì em báo như thế nhé. Con này thì máy vẫn hoạt động. Quả lắc thì nó lúc hoạt động lúc không. Bề ngang là 21, chiều cao là 25. Rồi em sẽ ghép với một con khác vào đây nữa nhỉ. Đấy, đây là có hai con Seiko nhé. Hai con Seiko này nó bị còn máy chạy, một con thì lắc chạy này. Các bác về các bác ghép hai con vào với nhau. Đó, hai con này thì em gửi đến các bác là 300.000. Mã số 19. Tiếp theo là mã số 20, một chiếc của Seiko. Con này thì có hai cái lắc xoay luôn hai bên luôn. Bên này thì đua ngựa, bên này thì đua xe. Đó. Máy hoạt động bình thường nhé. Con này thì đúng ra của nó là có cả nhạc cơ này. Có loa này, nhưng mà em không thấy nó phát nhạc. Đấy. Hoặc là có thể là à đây cho em tắt đi chẳng hạn. Nó có cái công tắc ở đây mà em không biết. Đó. Xoay nó không lên nhạc nhé. Đấy, các bác về các bác nghiên cứu. Con này thì xoay vẫn hoạt động bình thường này. Đấy, có phần nhạc thì nó không lên. Hình thức thì còn tương đối. Đây là cái phần máy của nó này, một viên pin đại, ba viên pin tiểu. Về phần kích thước thì chiều cao của nó là 25, bề ngang của nó là 26,5. Đấy, nếu đo dưới này thì là 27 nhé. Và mã này gửi đến các bác là 300. Mã C20 360.000. Đó, con này nếu mà nó mà lên được nhạc nữa thì rất là ngon này. Đó là cái mã, các cái mã hôm nay em lên gửi đến cho các bác nhé. Các bác quan tâm đến cái mã nào thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0986 425 823 em có để trên màn hình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.